rồi còn cái gì mà của guru giả mà chúng ta cần phải biết không tụi bay đi tôi quyết tâm đạt doanh thu 5 tỷ trong 6 tháng Đấy là chị ơi tại sao mọi người lại gọi những người như chị là lùa gà và guru giả ok và cách phân biệt giữa guru giả và guru thiệt là cái gì được không rồi nhi thấy câu này nó hay vì nó hay cho nên như phải làm một cách thiệt là chi tiết câu này như nhắm chắc như trả lời cơ tiếng đồng hồ mấy bạn chị không mấy bạn chị không tại vì á mình lỡ cho rồi mình cho miễn phí mà mình cho ít ít nó hơi kỳ lắm cho nên cho là phải cho cho ráng nhiều vô biết không ok đầu tiên chúng ta hãy để hai cột để chúng ta biết được là guru giả và guru thiệt là cái gì ok ngày hôm nay trên thị trường các bạn thấy có cái loại guru mà ngồi sau màn hình mặc đồ đẹp chém gió ở các bạn gọi là chém gió đó ok thì nhi đối với nhi nó ăn vậy nè rất là họ sang đâu không thấy sang sang không tới hiểu không đồ thuê đồ mượn đồ gì đó ngồi góc bếp góc nhà đồ gì đó cắm camera đồ ngồi nói ngay thậm chí cả nhi các bạn cũng nên nghĩ là Nhi giả đi cái bằng chứng để biết bà đó giả hay là thiệt á đầu tiên mình phải biết mình phải coi coi giả là như thế nào đó đã ok à, ngồi cầu thang nói chém gió hồi đó tụi đó tụi nó chửi tao vậy phải không? Là tao nghe là ngồi cầu thang chém gió này ngồi góc bàn ngồi bàn bàn học chém gió đầu tiên cứ cho là chị nhi là guru giả đi. đầu tiên chúng ta phải mường tượng chị nhi là guru giả tại vì uh, nhi lấy nhi ra làm ví dụ trước cho các bạn thấy là nhi không có ngại đâu dạ không có ngại nhi không ngại gì nữa đọc một đống sách phát triển bản thân rồi xong lấy ra đọc làm video hiểu không tức là ngày hôm nay nó không có ý tưởng như vậy đó cái nó lay nó lên nó lấy cái cuốn sách ra cái nó kiếm được từ mới cái xong cái nó đọc thêm từ gì cái nó lên nó kể được chưa rồi bạn giới thiệu cho thấy là họ chỉ đọc như vậy thôi nhưng mà họ không biết họ đang nói cái gì là khi hỏi chi tiết không biết trả lời khi hỏi sâu không biết trả lời các bạn biết là rất là nhiều người học về phát triển bản thân và rất là nhiều người làm kênh về dạy phát triển bản thân ok cho nên là cái chuyện là các bạn à, bất ngờ những cái chuyện mình đọc hay chia sẻ hay này nọ nó không còn lạ nữa ở việt nam giờ nhiều lắm ai lên cũng tự phong cho họ là live course rồi coach rồi à, à, em chỉ cần à, à, làm cái này cái kia ngày tập thể dục rồi ngay giống bà nhi lắm được chưa giống y xì bà nhi không khác gì bà nhi bà nhi không nói sao mấy bà đó nói y xì vậy đó chị nhi. được giờ mấy bà đó nói y xì vậy đó được chưa rồi không biết trả lời sau rồi sao nữa dấu hiệu cho thấy là guru giả là gì nữa là hay lấy cảm xúc để cuốn bạn vô, tức là ví dụ họ đánh vô cái chuyện là bạn đang uh, đau khổ, bạn đang uh, tuyệt vọng, bạn đang uh, này kia kia nọ vậy đó, được chưa? thì uh, người ta sẽ đập đập vô tập trung vô cái đó để nó mày thấy chưa? bởi vì mày không có nghe tao rồi mày không có mày mày cho nên mày ráng chịu, đáng kiếp mày ấy như chị Nhi vậy đó. thì như tao nói đó, hãy nghĩ là bà Nhi là con guru giả đi được chưa do mày không nghe tao cho nên mày đáng kiếp rồi à, mày thấy tao không tao đi học về rồi giờ tao phát triển bản thân mày thấy tao vừa ngon không đó bà nhi đó nghe không hàng gì tụi nó nói tao không guru giả là đúng rồi tiếp tục nè giáo thiệu tiếp và guru giả là gì nữa rồi họ khi bị phốt tức là ai mà lôi được cái gì ra như như như, cái câu mà như lung tinh của ông trời ông nói đó là cuộc đời này nó có karma các bạn nhân quả có nghĩa là bạn không muốn người ta biết là bạn mất dạy thì đừng có làm chuyện mất dạy bạn không muốn ông trời bằng một con đường nào đó đưa cho người ta biết bạn là người mất dạy thì bạn đừng mất dạy được không bạn muốn cho người ta biết bạn là người như thế nào thì đầu tiên bạn phải trung thực với chính bạn đã rồi còn cái gì mà của guru giả mà chúng ta cần phải biết không tụi bay gây gây ra thêm cho chị nhây hử có khi chị như quên đó chúng ta phải qua hết cái phần giả rồi chúng ta mới qua đồ thiệt mấy thằng mà luyện võ mồm giỏi ấy, thì nó lên nó chém miết rồi à nói mà không làm ok cảm ơn tình yêu nói không làm À, không chính trực không chính trực là gì nhưng mà cũng gây đi có khi nó không chính trực với mày nó chính trực với họ ta đã nói với tụi bay rồi có những đứa hả nó ví dụ như cái mục đích của nó là nó đi vô trong nhà hàng à nhà đi vô ngân hàng nó cướp ngân hàng đi đối với tụi bay là anh anh đi cướp nhà hàng ngân hàng như vậy là anh không chính trực nhưng mà đối với nó nó chính trực tại vì nó cần tiền nó cần tiền cho cuộc sống của nó cho nên nó đang làm điều cần cho nó cho nên cái từ chính trực ở đây đối với em có thể là em là người tốt thì em thấy là chính trực là nhiều nhưng mà có những người người ta cũng có nhu cầu làm chuyện tốt đối với họ chính trực nó làm mẹ vậy đời này đâu có ai chính trực nó mắc mới vậy tôi phải chính trực lại ví dụ vậy được chưa thì chính trực là một cái từ rất là cá nhân đó là nhu cầu cá nhân của từng người ai muốn sống tử tế ai không muốn sống tử tế thôi kêu vào như lê tim đúng rồi đúng rồi đó nó nó con như lê đúng rồi kêu kêu vô tim đúng rồi luôn à dạy nửa vời đã bán khóa học ok rồi bán rồi vô đó có học được gì nữa không tao chưa được học mấy đó nên tao không biết nói tao không lừa đảo đúng rồi nói tao không lừa đảo má sao cái cái dòng này dài quá vậy tụi bay <laughs> dòng guru giả này dài quá vậy à đeo đóng tiền thêm đi trả lời cho ok ok rồi tụi bay vừa có ức mực ngực tụi bay chưa à học lại đóng tiền dạy tiếp ok má sao má tụi bay kinh nghiệm ghê vậy trời ơi, vô việt nam kinh nghiệm vãi tụi bay ơi tao nhường sân khấu của tao lại cho mấy đứa này nghe <laughs> tin tao đi một trăm phần trăm mày giàu ok má cái câu này là cái câu kinh điển nhất cho nên chúng ta phải biết cái màu thiệt là sáng quá kinh quá kinh em mà cái câu này nó có câu cổ cổ truyền luôn á câu này sau lần nào cũng có người tin luôn kỳ ghê luôn á sao trời tôi quyết tâm đạt doanh thu 5 tỷ trong sáu tháng có câu đó nữa hả không dám gây ra luôn không dám gây ra luôn tại vì trong tâm như, như cũng tin trên đời có cái chuyện đó Ok, ok, làm giàu sau 3 tháng. <laughs> ok. Ủa chị như vậy còn guru thiệt lần là sao? Đối với chị nó rất là cơ bản để gọi là guru thiệt. Một là họ có sống như cách họ dạy. Chị không còn biết ai nói cái gì hết đối với chị. Đây là cái điều quan trọng nhất. Nếu như bạn dạy cái điều mà bạn không áp dụng, nếu như bạn dạy cái điều mà bạn chưa trải nghiệm, nếu mà bạn dạy cái điều mà bạn chưa thực sự ăn đau ăn đớn ở cái khu vực đó nhưng không cho bạn là thầy ở cái đó và cái này đó với tất cả ngành nghề nhưng không biết bạn ở ngành nào bạn có thể là it bạn có thể là graphic designer bạn có thể là editor bạn có thể là bác sĩ bạn có thể là kỹ sư bạn có thể là rocket size miễn là bạn ở cái ngành đó và bạn là đỉnh là top của cái ngành đó và bạn biết cái ngành của bạn bạn biết bạn đang nói cái gì đối với ngay đó là guru thiệt tức là người ta biết người ta đang nói cái gì người ta đang làm cái đó người ta biết người ta đang làm cái gì và người ta đã leo lên cái đỉnh núi thành công đó để quay trở lại dạy cho bạn đó là cái yếu tố đầu tiên đối với nhì. giờ nhiên, còn biết còn đọc bao nhiêu sách như chứ còn biết là như cái tin trên đời này bạn đã làm và bạn thành công đó là cái câu trả lời lớn nhất và cái kế tiếp để khẳng định đó là một người guru thiệt họ phải sẵn sàng một mình và sống với lý tưởng của họ đối với như đây là cái quan trọng nhất tại vì á cái mà ở bên những người guru giả như thấy á đây là sự khác biệt nè họ không có cái chất riêng như dùng từ chất riêng tức là họ đi mượn của người này của người kia họ gom lại và họ nghĩ đó là của họ cho nên họ đeo mặt nạ rất là nhiều cho nên họ phải uh, lấy xe rồi lấy điện thoại rồi lấy đồng hồ lấy nhà rồi lấy cái này cái kia ra để khè như nó dạy cho những cái bạn mà học trong lớp với nhi mà những cái buổi cá nhân với nhi như cho các bạn nhìn thấy được thủ đoạn của những cái người lừa đảo luôn họ có thể chuyển tiền trước mặt của bạn cả tỷ cả tỷ cả tỷ nó chỉ dựa trên cái mánh mung của họ nó không có thiệt được chưa một tỷ đó bạn có thể chuyển 500 lần 500 người khè qua khè lại chat làm đủ thứ đó cho bạn nhìn thấy được là trời ơi người ta có thể chơi đến cỡ đó để rút tiền từ trong túi của bạn có rất là nhiều câu chuyện đau lòng trong lớp của nhi để nhiên ngay được cái đó và đó chính là một trong những cái nhiều bạn bị ngã vô đó là bạn bị ngã vô trong cái mặt nạ của những cái người guru giả này cái mặt nạ mà họ đeo lên cho bạn thấy bạn tưởng đó là họ nhưng mà đó không phải là họ đó là lý do tại sao như nói những cái người mà thực chất họ dạy họ biết họ dạy cái gì họ sẽ có cái chất riêng lắm họ không có nói cho bạn những cái thứ mà họ không biết hoặc là họ không có nói cho các bạn nghe những cái thứ mà họ không không rảnh nhí không bao giờ mở lớp mà dạy cho các bạn về mổ heo mổ gà hay là mổ con người hết á ừ, hiểu không <laughs> nhưng mà những cái người này họ nói với bạn là họ biết hết tất cả mọi thứ rồi được chưa? Đó như như trả lời cho các bạn guru giả với guru thiệt rồi đó. Như thường lệ, đừng có quên là like, share và subscribe tất cả các kênh của Nhi. Và lúc nãy các bạn hỏi Nhi Nhi cũng nói rồi đó. Nếu các bạn muốn Nhi tiếp tục dạy kiến thức đúng, các bạn muốn Nhi chia sẻ cho các bạn những cái điều này, các bạn muốn những cái người giống như Nhi còn thở, còn tồn tại, còn hít không khí được á, đó. đó là tiếp tục lan tỏa cái điều như vậy, tiếp tục chia sẻ cho người khác biết, tiếp tục chia sẻ video của Nhi. Dạ, yeah. như gặp lại các bạn trong những cái live kế tiếp. Bye.